Hi, mến chào cô chú anh chị và các bạn đến kênh Minh Trần miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình chúng tiếp tục mình đi sửa chữa nhà cũ nữa nha cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hôm qua mình có quay là để xử lý cái mắng số này mình đã đục hết đó. Thì hôm nay mình sẽ tô rồi bắt chỉ lại cái mắng trên nha. Thì có gì mình mời cô chú anh chị và các bạn xem công việc mình làm nha.
Rồi thì mình đã cái mình chia sẻ là sửa nhà cũ như lại ngang cô chú anh chị cho các bạn. Thì ở đây mình đã tô cái máng xối Sino để mà dán gạch lại. Thì cái đường chỉ trên này thì sớm mình quay thì do thời tiết nắng quá nên mình không có quay lại cho cô chú anh chị các bạn xem nhiều. Thì mình cũng tóm tắt lại nha. Thì ở đây mình cũng làm cảnh dưới rồi nè. Cảnh dưới thì đầu này thẳng tới đầu kia. Thì nữa mình dán gạch đó. Mình nữa mình dán gạch đây thì mình le xuống dưới 5 ly để làm cái gờ chặn nước mưa luôn nha cô chú, nó không có chạy vô trong cái mình của già Sino. Thì nó sẽ tới mí này sẽ nhiễu chút là mình nên mình gạt thước thôi, không có chà láng nha. Cái cạnh trên chỉ trên cũng vậy luôn. Thì cái bảng này là nữa mình dán gạch một tấc nha. Còn dưới này là 30. Đó, mình thùng dưới là 30. Thì dài này tới đầu kia. Thì mình cũng kết thúc clip luôn cô chú anh chị và các bạn ơi. Thì mình hẹn lại cô chú anh chị và các bạn qua video tiếp theo nha. Rồi. Bye bye.